Bây giờ là xả nước vô cái thau trong còn được chùm hành này. Bây giờ em sẽ phi cho nó hết luôn. Hết là em sẽ mua chùm khác. Cho em cho vô thùng khác. Sâu thơm trong trái tim em, một tình yêu siêu phụng lòng. Bỏ vô nước thì mọi người nó mềm ra, mình lột nó đỡ cay hơn mà nó dễ lột hơn nữa. Xong rồi, đoạn này mấy bạn, đây hành em lột xong rồi nè. Đoạn này mấy bạn muốn bào thì bào, muốn sắc thì sắc, chăm sắc được nên chăm sẽ sắc. Hồi xưa mẹ cho má hủ tiếu mua chăm đi học đó, cho nên là sắc hành biết quen rồi. Đoạn này mấy bạn muốn sắc thì sắc, còn mấy bạn muốn bào thì bào. Là nếu mà chăm sóc quen thì chăm sóc sẽ nhanh hơn vào. Hãy quay cam kia là thấy chăm sóc bằng tay phải đúng không? Giờ quay đúng cam là chăm sóc bằng tay trái, là em thuận tay trái mọi người. Mọi người nhìn cái cam á, rồi hết hành rồi. Cái này là thói quen của Trâm thôi, do nấu ăn là Trâm hay khử hành hoặc tỏi, là giống như xào tép hoặc là xào tôm khô hoặc là xào thịt lên mới nấu á. Nhưng mà bây giờ Trâm khử vậy thì nấu nó sẽ nhanh hơn, là mình chỉ bắt nước mình nấu rồi khúc cuối mình bỏ vô là nó thơm thôi. Bây giờ Trâm đi khử nha. Nó già rồi Trâm sẽ cho hành vô luôn. Trâm phi giống như mọi người, có người ta sẽ phơi rồi người ta mới phi, còn Trâm là Trâm cắt ra Trâm đi phi luôn à. Nó không có chờ. Bữa thì khử cũng nhớ đứng quậy 7-7-49 lần nha mọi người, để không nó bị khét nha. Đó, để cho nó đều nữa. Đem theo cái hũ hành cũ nè. Hồi á gần vàng á, mấy bạn đừng cho nó vàng hả tắt, đợi nó gần vàng là thấy nó hơi có độ vàng là lo tắt đi, chứ đợi mà vàng tươi luôn tắt là nó khét. Xong rồi cho miếng nước dầu cũ này vô. Mọi người không có nước dầu này thì cho thêm dầu ăn sống á, là nó sẽ hãm độ nóng lại, không có bị khét. Ở Đức Hòa này mắc cười lắm, có những tiệm tạp hóa thần bí lắm mọi người, bán tạp hóa xong rồi bán son, bán nồi luôn, bán chảo luôn. Cho mua được cái chảo này nè, 100k đó. Đủ thứ công dụng hết trơn. Rồi bây giờ mọi người thấy nó chuyển sang màu vàng chưa? Lúc này là tắt bếp được rồi nè. Tại vì lúc này là chảo nó vẫn còn đang sôi. Miếng dầu nguội bên đây đổ vô để cho nó kìm hãm độ nóng lại mọi người, nó không có vàng tiếp tục nữa là nó sẽ bị khét. Đó. Cho mấy muỗng, 3-4 muỗng gì cũng được. Dịu liền. Rồi giữ nguyên màu luôn, khúc này là nó sẽ không có sôi nữa thì nó sẽ không có chuyển màu nữa nha mọi người. Rồi, thấy chưa? Đoạn này ai muốn vớt khô, vớt ngâm vô dầu luôn, thì ngâm do Trâm hay nấu canh nấu đồ nên Trâm sẽ ngâm trong nước dầu luôn để khử. Đó, nguyên quá trình khử hành không có giấu bước nào luôn. Ở nha. Đó. Nhai gụm luôn. Bây giờ Trâm nhai tiếp nè. Đó. Đó, nhai rồi gụm không? Tới công chuyện cái bánh tráng luôn rồi.